Vợ Hoàng Bách lên tiếng về việc chồng đi triệt sản có nguy cơ trở thành thái giám. Vợ Hoàng Bách có những giải thích cụ thể xoay quanh việc chồng thực hiện triệt sản khiến dư luận xôn xao. Ngày 17 tháng 2 có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình Hoàng Bách khi nam ca sĩ táo bạo quyết định đi triệt sản. Với mong muốn san sẻ nỗi đau vượt cạn và cùng vợ nuôi dạy ba con thật tốt, nên anh đã đến bệnh viện thực hiện việc không phải ai cũng dám làm. Ngay lập tức, hành động đẹp của Hoàng Bách đã nhận được rất nhiều sự tán dương của khán giả. Mọi người cho rằng cánh mày râu nên học tập cụ thành viên nhóm ICNM để xây dựng một gia đình hạnh phúc văn minh. Sau một ngày công khai với truyền thông, mới đây vợ giọng ca Vệt Nắng Cuối Trời đã có những giải thích xung quanh việc chồng đi triệt sản hay còn gọi là thắt ống tinh hoàn. Trong bài viết của mình, Thanh Thảo cho biết vợ chồng đã có những suy nghĩ kỹ càng kể từ khi vợ kế hoạch sinh con lần 3. Hơn một năm trước, bắt đầu biết tin mang bầu em hiếp, thú thật là cả hai vợ chồng đều ngỡ ngàng. Tự áp lực bản thân mình rất nhiều trong tâm thế sẽ sinh con lần 3. Hai vợ chồng Thảo rất yêu trẻ con, nhưng luôn nhận thức được rằng việc sinh một đứa trẻ ra đời đồng nghĩa với việc phải nuôi dạy, lo cho con một cuộc sống tốt nhất trong khả năng có thể. Không thể để mình rơi vào trường hợp này lần nữa, nên Thảo quyết định sinh hiếp là sẽ mổ triệt sản luôn. Nhưng vì bác sĩ chỉ định sinh thường nên không thể thực hiện được, mà hẹn lại khi một tháng sẽ làm. Sau khi anh Bách vào phòng sinh vượt cạn cùng Thảo, thì về anh Bách quyết định ngay là anh sẽ làm việc này chứ không phải là Thảo nữa. Anh muốn san sẻ một phần nỗi cực khổ của vợ và quyết tâm hẹn bác sĩ để hai vợ chồng cùng tư vấn, chứ không vì sĩ diện mà nghe lời đồn của mọi người như thế này thế kia. Sau khi gặp bác sĩ kế hoạch thì hai vợ chồng càng tin vào quyết định của mình hơn, chia sẻ qua một chút cho các ông chồng bà vợ nào còn nghe người ta nói, chứ không tận tay tận mắt nghe bác sĩ, người có chuyên môn và kinh nghiệm thực sự giải thích. Đàn ông triệt sản, thắt ống dẫn tinh hay cắt ống dẫn tinh, hai sợi dây bé tí ở hai tinh hoàn, vết mổ chỉ 1 cm cho mỗi bên, là phương pháp đơn giản và an toàn, không hề ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý hay thay đổi bất cứ thứ gì hết đấy ạ. Chỉ hơn là các ông tự tin thoải mái hơn nên có phần trăng hoa hơn, đó là bác sĩ nói chứ tôi chưa được thử. Còn nếu muốn tiếp tục có con thì nói lại khả năng vẫn có con được nhé. Phụ nữ triệt sản rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và nhu cầu sinh lý của các ông. Các bà ạ, nếu mổ cắt thì coi như mất luôn cơ hội có con nếu muốn. Chưa kể đến nội tiết tố thay đổi có thể ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý là có thật. Hoặc tất cả các phương pháp ngừa thai đều có ảnh hưởng đến nội tiết tố của phụ nữ như nám da, mập lên hoặc ốm đi, vân vân. Thêm thông tin nữa là bạn của Thảo và anh Bách đã có rất nhiều ông chồng đi kế hoạch. Đến thời điểm này rất mạnh mẽ và vợ rất hài lòng nha. Thảo là người trực tiếp hộ để tư vấn từ những bạn bè đã làm qua, chứ không nghe đồn đâu nhé. Nếu gia đình nào muốn kế hoạch thì dắt nhau đi gặp bác sĩ, chứ đừng ở nhà mà nghe truyền thuyết rồi đẩy qua cho vợ. Đính chính lại, triệt sản không có nghĩa là làm thái giám nha mọi người. Hạnh phúc gia đình sẽ không bị ảnh hưởng sau quyết định này. Cảm ơn chồng vì quyết định mạnh mẽ dứt khoát của mình, vợ Hoàng Bích giải thích. Sau khi thực hiện ca mổ, Hoàng Bách cho biết tình hình sức khỏe của mình vẫn ổn định. Anh còn hài hước hẹn bạn bè ra sân bóng sau 7 ngày sắp đến. Sau 3 năm hẹn hò, năm 2006, Hoàng Bách và bà xã Thanh Thảo chính thức về chung một nhà. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có hơn 15 năm chung sống và lần lượt đón thêm 3 thành viên mới. Gần đây nhất vào tháng 9, 2019, nam ca sĩ vui mừng khoe vợ vượt cạn thành công và cho ra đời nhóc tỳ thứ 3 vô cùng khấu khỉnh. Tuy nhiên, sau 3 lần chứng kiến vợ sinh con vất vả, ông bố Quốc Dân đã táo bạo đi triệt sản để giảm bớt gánh nặng cho vợ trong tương lai. Gia đình đủ nếp đủ tẻ của Hoàng Bách và đoàn Thanh Thảo trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, từng hoạt động trong ngành người mẫu của showbiz Việt. Thế nhưng kể từ khi kết hôn cùng Hoàng Bách vào năm 2006, Thanh Thảo lui hẳn về hậu trường, nhường lại cơ hội tỏa sáng cho chồng. Vợ Hoàng Bách đảm nhận vai trò vừa làm mẹ vừa làm hậu phương để chồng phát triển trên con đường nghệ thuật. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo thường xuyên khoe những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, đặc biệt là những bí quyết chăm con được nhiều mẹ bỉm sữa ủng hộ.